Cách nạp danh sách công tơ vào DCU theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên bạn vào hết, vào trạm có nhiều đầu số công tơ khác năm như vi réo. Ở đây các bạn thấy có đủ đầu số từ năm 2013 đến 2018 này. Chọn tất cả, xuất ra file Excel. Mở file mới tải về. copy của số nô công tơ Chọn đúng chủng loại công tơ như file này. Dán vào file mẫu nạp DCU. Trạm này 100% Vina nên mình chọn chủng loại VSE11. sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ đầu số mới nhất đến cũ nhất. Dùng hàm VLU lọc lại giá trị các số no. Sau đó copy cột số no này. Dán giá trị vào cột B. Xóa hai cột nhám F và G. Đánh lại số thứ tự ở cột A. Xếp file lại. Mở phần mềm MCF lên. Chọn đúng IP và bọt của DCU cần nạp. chuyển IP và bọt về nhà cung cấp để nạp. Đợi khoảng 30 giây cho DCU gì xét xong, sau đó kết nối lại với DCU để nạp như video. Chọn ô phân Excel, chọn file cần nạp. Update New List, đợi thông báo thành công. Kiểm tra lại bằng cách Read Meter List. Như ta thấy, số no đã sắp xếp theo thứ tự mới đến cũ để DCU ưu tiên đọc, nâng cao tỷ lệ đọc. Chúc các bạn thành công và vui vẻ nha.